Chào các bạn, mình là Huyền bên Easy Signal. Nhắc đến một trong nhiều chỉ báo được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật thì không thể không nhắc đến chỉ báo RSI. Chỉ báo này đã giúp rất nhiều trader xác định được các vùng quá mua, quá bán và tìm được các điểm đảo chiều tiềm năng. Vậy RSI là gì và cách sử dụng RSI như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên, chúng ta đi qua phần khái niệm để hiểu rõ RSI là gì và công thức tính RSI ra sao. Về định nghĩa, chỉ báo này được phát triển bởi G. Wallace Wilder và xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách được ông xuất bản vào năm 1978 mang tiêu đề Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật và trên tạp chí Commodities, nay là tạp chí Futures, trong số tháng 6 cùng năm 1978. RSI được viết tắt từ Relative Strength Index, hay còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối, là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá. Cụ thể hơn là đánh giá sức mạnh của phe mua hay phe bán đang mạnh hơn hay đang trên đà suy yếu. Chỉ báo này dao động oscillator trong vùng từ 0 đến 100, cung cấp cho trader cái nhìn toàn cảnh về xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Khi đường RSI vượt ngưỡng 70, cho biết thị trường đang quá mua. Lúc này, giá có thể gần đạt đỉnh và có khả năng điều chỉnh giảm. Và ngược lại, RSI dưới ngưỡng 30 cho thấy thị trường đang quá bán. Lúc này, giá có thể gần chạm đáy và có khả năng điều chỉnh tăng trở lại. Vì vậy, có thể nói chỉ báo này giúp chúng ta xác định được xu hướng chung của thị trường dựa vào ngưỡng 50. Cụ thể, nếu thấy RSI vượt ngưỡng 50 đi lên, cho thấy thị trường đang xu hướng tăng và xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục. Ngược lại, nếu thấy RSI đi xuống qua vùng 50 thì thị trường đang giảm và đà giảm này vẫn còn đang mạnh. Không chỉ xác định xu hướng chính của thị trường, chỉ báo RSI còn giúp ta nắm bắt được thời điểm mà thị trường có thể đảo chiều xu hướng dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa RSI và đường giá. Mình nhắc lại một chút về phân kỳ để những bạn mới tham gia thị trường hiểu rõ. Phân kỳ là một hiện tượng giá di chuyển theo một hướng nhưng chỉ báo lại di chuyển với hướng ngược lại. Hướng di chuyển cũng sẽ được xác định bằng đỉnh và đáy của giá cùng chỉ báo. Trong phân kỳ thì cũng chia ra làm rất nhiều loại như là phân kỳ thường, phân kỳ ẩn, phân kỳ phóng đại, vân vân. Trong video này, mình sẽ không đi sâu vào phân kỳ mà chỉ giải thích nôm na để cho các bạn mới hiểu đơn giản phân kỳ là gì. Quay trở lại tín hiệu phân kỳ giữa RSI và đường giá, trader có thể dự đoán điểm đảo chiều và tìm kiếm các lệnh buy sell đón đầu xu hướng mới. Cụ thể, trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa RSI và giá, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm, chúng ta sẽ tìm kiếm các lệnh sell đảo chiều. Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa RSI và giá, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng và chúng ta sẽ tìm kiếm các lệnh buy đảo chiều. Về công thức tính của chỉ số RSI là gì và nó được tính theo công thức sau đây. RS bằng tổng tăng trên tổng giảm hay RS bằng trung bình tăng chia trung bình giảm. RSI thường được tính dựa theo 14 ngày gần nhất và dùng giá đóng cửa để tính. Trong đó, RS là sức mạnh tương đối, RS thì bằng AG chia cho AL. AG là viết tắt của Average Gain, trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định. AL là viết tắt của Average Loss, trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định. Như vậy là chúng ta đã hiểu được khái quát về chỉ số sức mạnh tương đối RSI rồi. Giờ thì cùng mình ứng dụng chỉ báo này trong giao dịch nhé. Mình xin lưu ý là điểm đặc biệt của chỉ báo RSI đó là nó áp dụng được trong mọi thị trường từ chứng khoán, crypto đến Forex. Trước tiên về phần cài đặt, các bạn lên TradingView tìm cho mình chỉ báo RSI, chỉ số sức mạnh tương đối. Ở đây chúng ta đang học về cách giao dịch với RSI, vậy nên mình sẽ vào cài đặt mục định dạng và tắt RSI Base MA đi. Đồng thời, ở phần dưới, các bạn có thể thấy mục Upper Band, Middle Band và Lower Band tương ứng với các điểm dao động trong vùng từ 0 đến 100. Theo cài đặt mặc định và theo lý thuyết thì khi RSI vượt lên ngưỡng 70 cho ta tín hiệu thị trường đang quá mua và vượt dưới ngưỡng 30 thì cho ta tín hiệu quá bán. Các bạn có thể điều chỉnh lại màu của các đường để dễ nhìn hơn nhé. Các bạn có thể thay đổi giai đoạn mặc định của RSI để tăng hay giảm độ nhạy. Thay vì chúng ta sử dụng RSI 14, nếu chúng ta muốn tăng độ nhạy
chúng ta có thể sử dụng RSI 7, RSI 9. Hoặc nếu chúng ta cần một đường RSI phản ứng chậm hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng RSI 21. Tùy thuộc vào loại hàng hóa và cặp tiền, mức độ nhanh nhạy, mức độ chấp nhận rủi ro để các bạn đưa ra thiết lập phù hợp cho mình. Ngoài ra, ở phần cài đặt thông số vùng quá mua, quá bán, nếu giao dịch ở các khung thời gian ngắn hạn, có thể điều chỉnh chỉ báo RSI ở mức 25-75 hoặc 20-80 thay vì 30-70, tùy theo phong cách giao dịch của các bạn, đánh ngắn hay là đánh dài, để các bạn điều chỉnh cho phù hợp với bản thân. Rõ ràng, với cách cài đặt thông số như vậy, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu hơn để giá chạm đến ngưỡng quá mua hoặc quá bán, và có ít cơ hội vào lệnh hơn, nhưng nó sẽ cho ta tín hiệu uy tín hơn. Một lưu ý quan trọng mà mình thấy khá nhiều trader đang bị nhầm lẫn, đó là sử dụng biên trên và biên dưới của RSI, tức là vùng quá mua và quá bán để trực tiếp vào lệnh. Nghĩa là khi RSI vượt ngưỡng quá mua thì sẵn sàng mở lệnh bán, hay ngược lại, dưới ngưỡng quá bán thì sẵn sàng mở lệnh mua. Đây là một quan điểm sai lầm mà nhiều trader mắc phải. Trong nhiều trường hợp, nếu xu hướng mạnh, giá có thể ở trong những khu vực này thêm một thời gian nữa. Và đây cũng là điều mà mình muốn nhắc nhở mọi người cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo này. Đó là vùng quá mua, quá bán của RSI chỉ nên được xem là một tín hiệu đơn lẻ và không đáng tin cậy. Chúng ta cần phải kết hợp thêm với các vùng hỗ trợ kháng cự hay các công cụ chỉ báo khác nữa để tăng chất lượng của tín hiệu. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn các chiến thuật sử dụng với RSI 14 và mức 70-30. Chiến thuật thứ nhất, kết hợp RSI với các vùng hỗ trợ kháng cự và mô hình nến đảo chiều. Ví dụ ở trên biểu đồ H1 của cặp EU. Trên biểu đồ, giá đang phản ứng với các vùng hỗ trợ kháng cự. Chúng ta có thể mở lệnh bán khi giá phản ứng với vùng kháng cự và chỉ báo RSI vượt trên mức 70. Hoặc mở vị thế mua khi giá phản ứng tại vùng hỗ trợ và chỉ báo RSI xuống dưới mức 30. Tuy nhiên, để tăng xác suất chiến thắng, chúng ta nên kết hợp với các mô hình nến đảo chiều tại các vùng hỗ trợ kháng cự. Ví dụ ở đây, giá quay lại test vùng hỗ trợ, đồng thời RSI xuống dưới mức quá bán. Chúng ta sẽ vào tiếp khung thời gian nhỏ hơn là khung M15 để xem rõ hơn các phản ứng của giá. Trên khung M15, ta thấy xuất hiện nến pin 3, đảo chiều tăng. Điều này cho chúng ta biết rằng có một sự dịch chuyển về cung và cầu ở vùng này. Sự có mặt của cây nến pin 3 đảo chiều tăng ngay tại vùng hỗ trợ kết hợp với RSI vượt xuống dưới vùng quá bán là một combo rất hoàn hảo để chúng ta mở một vị thế mua, dừng lỗ phía dưới vùng hỗ trợ gần nhất, target kỳ vọng trên đỉnh cũ. Chiến thuật thứ hai, kết hợp RSI với MA89 trên khung H4. MA89 là đường giúp mình xác định xu hướng của thị trường. Giá nằm trên đường MA89 cho thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng. Giá nằm dưới đường MA89 cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm. Chúng ta sẽ mở lệnh mua khi giá cắt lên trên MA89 và đường RSI cắt lên trên đường 50. Và mở lệnh bán khi giá cắt xuống dưới đường MA89 và đường RSI cắt xuống dưới đường 50. Chiến thuật thứ 3, sử dụng tín hiệu phân kỳ RSI tại các vùng hỗ trợ kháng cự để tìm kiếm điểm đảo chiều. Ví dụ ở đây, ta xác định được vùng kháng cự gần nhất của giá. Quan sát kỹ hơn thì ta thấy có một tín hiệu phân kỳ giảm tại vùng key level này. Giá tăng tạo ra những đỉnh cao dần, nhưng đường RSI lại tạo ra đỉnh thấp dần, báo hiệu sắp có một sự đảo chiều. Tuy nhiên, hai yếu tố này chưa đủ để thuyết phục giá sẽ đảo chiều. Vì vậy, chúng ta không nên vội vàng vào lệnh ngay, mà chúng ta nên vào khung thời gian nhỏ hơn là khung M15 để xem kỹ các phản ứng của giá. Trên khung M15, ta thấy giá đã quay lại vùng kháng cự và tại đây xuất hiện một mô hình nến đảo chiều. Chúng ta có thể set up một lệnh sell tại giá đóng cửa của cây nến đỏ này, dừng lỗ phía trên vùng kháng cự gần nhất và chốt lời dưới đáy cũ. Trên đây là tất cả những chiến thuật mà mình đang sử dụng với RSI vào trong việc giao dịch ở thời điểm hiện tại. Mình rất là mong là các bạn có thể thử áp dụng những chiến thuật này để tìm kiếm ra những điểm vào lệnh đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Nhớ subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường nhé. Và nếu các bạn có những thắc mắc hay góp ý gì cho video này của mình thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Easy Signal.